Vâng, bên phía của BB có hai Kata, một Roman và một Dia. Phía bên này là Maxe, Roman, Pan và AC. Đen cho BB. Ở một trận đấu mà một trận đấu mà quần bên phía của Van Lớp là đẹp hơn. Có cung tuyển AC, có chém tuyển Pan. Rất đen cho BB. Thì anh có bảo gì đâu, đánh cho vui chứ ngồi xem rồi bảo là buồn ngủ vãi luôn. Một bài Roman có bốn hiệu đang lùa về nhà chính. Chúng ta đến với màn hình máy pan của Mèo và mong anh sẽ có một cái bài phũ để có thể xả trong trận đấu này. Ở đây là Kaze. Vâng, Hồng Anh có một cái bài cầm AC ở sát biển và rất có thế. Hồng Anh đã có một con voi để lùa về nhà chính rồi. À, để câu về nhà chính. Và đang có một bầy hươu đang ngay sau đây đang sẽ được đưa về nhà chính đây. Mèo mèo. Và lớp thì sao? Và lớp cầm mắt C. Đã có những con hiêu được lùa về nhà rồi. Và đây là hai voi lưỡng ở mắt C. Một trận đấu một bài có thể nói là đẹp dành cho mắt C. Con voi xuống, con voi là hơi xa và Van Lớp phải câu qua một tầng dốc khá cao. Và dân đi dò thì gặp dân màu 8. Hồng Anh hỏi anh có thấy gì không? Van Lớp trả lời anh cũng đang đi dò em ơi. Vâng, không biết. Vâng, rất may cho Van Lớp là không chết con dân này. Bài Van Lớp là ba voi và còn một con voi đằng xa nữa. Khả năng là Van Lớp sẽ câu về ngay sau đây thôi. Thiết kế chiếc BS đầu tiên khá đẹp. Và đã thấy quả phụ rồi, quả phụ có một hiêu luôn. Không biết Van Lớp sẽ chọn cho mình ăn cái món gì trước. Không biết là Van Lớp sẽ ăn cái gì trước đây, hiêu trước hay là quả trước. Hai mươi ba dân. Vâng, 24 dân rồi. Van Lớp quyết định đánh với cái bài này là 25 dân. Đừng có. Vâng, đang mải chém gió luyên thuyên thì ông Van Lớp ông làm phát chết ngay luôn một dân. Đen. Và trận đấu này quan trọng nhất đó là AC. AC 26 dân. Phía bên kia các bạn có thể thấy là có IA, một Zoman và hai Kata. Nếu như mà IA ở trong cánh cầm 1-1 thì không biết như thế nào. Thế nhưng bài trận đấu này phụ thuộc rất nhiều vào Pan và AC phía bên này. AC thì Hồng Anh cầm là đúng người cầm rồi. Mèo mèo cầm Pan cũng là đúng người cầm. Thế người cầm là mắc binh luôn. Nhưng bài Pan là một cái bài có thế. Thế nhưng đồ là không được đều huề cho lắm. Vâng, bài Pan khung rất rộng. Chúng ta phải thấy. Thế bên kia màu 3 nâu 1 đã lên đời rồi. Không biết có ai đánh nhiều dân không? Tôi không nhìn rõ. Vâng, hai Kata đều đánh chỉ có 25 dân thôi. Một người đánh 25 dân. Một người thì đánh 23 dân. À, trận đấu này dường như là
Dường như là Kaze lên đời khá sớm. Vâng, Kaze đánh 23 dân. Đã kích đời rồi. Ngựa giò đang chờ. Đang chờ ra ngựa giò. Và không biết trận đấu này Kaze sẽ gặp ai đây. Phía bên kia BB là người cầm Katha. Vâng, chạy thẳng đến 12 giờ. Không biết đã được báo là kẹp xăm chưa. Bãi quả này dường như bãi quả giữa hai nhà dường như là đã nhường cho Hồng Anh rồi. Như vậy bài Hồng Anh là đủ đồ và có một cái thế rất đẹp giữa tường. Trận đấu đang là rất tươi dành cho bên phía quân của Valop. Và đây là màu 4 gặp đúng BB luôn. BB có một cái bài bãi vàng hơi xấu. Và con ngựa giò này mới chỉ có công. Một pha vẩy e. Rất may mắn cho Kaze vẫn chạy được ngựa giò. Vâng, BB đang rất mất tay với Kaze. Các bạn thấy Kaze điều con giò rất khéo. BB vẫn chưa ăn được giọt vàng nào. Một P được đáp ra luôn. Thế nhưng cũng là một pha vẩy e đến từ Kaze. Rất hay, các bạn có thể thấy một pha vẩy e rất tốt đến từ Kaze. Bắt trọn con giò của BB. Kaze Timeline đang chờ chém ra. Không biết anh đã lưng cho mình cái bánh xe chưa? Vâng, đang chuẩn bị lưng cái bánh xe. Ôi, BB đã bo được bãi vàng rồi. Để luôn một con quẩy ra. Vâng, xin luôn con P. Vâng, tại sao P không công lên luôn? Vâng, và đây là một tơn dân chưa có bánh xe đến từ BB. Vâng, vừa mới có. Đen. Không biết Hồng Anh thì sao? Vâng, liệu rất đỏ. Thế là tự dưng lại có con giò. Tham lai của và đây sẽ là một tơn bắn bo nhỏ của Hồng Anh dành cho BB như một quà tặng vậy. Và khả năng BB sẽ oẳng sau tơn này. Thế nhưng dân của BB đây đã có bánh xe và khả năng anh sẽ chuyển sang chế độ ăn hoang luôn. Vẫn hù được con chém. Có thể nói là trận đấu này Kaze đang hù rất lâu. Các bạn thì thấy. Một tơn thì hù được ngựa giò, một tơn thì hù luôn con lạc đà. Trận đấu này BB chỉ cân được Kaze mà thôi. Mèo mèo thì sao? Mèo timeline đang là 23. Một cái timeline khá tươi thời điểm hiện tại. Vâng, đang thủ hù rất nhiều. Các bạn thì thấy. Van lớp timeline 19. Nhưng Chip Boy cũng có một cái bài đánh Zoman thủ y. Yamato không biết lúc này đang ở đâu. Liệu phải đánh. Vâng, nhưng tên này. Một pha vẩy e rất nhanh đến từ Chip Boy. Nhưng là lọt rồi. Đen. Tên lọt này không biết. Vâng, và lớp đã bắt đầu lọt hai chém vào. Và khoanh ruộng của Chip Boy khá to. Một tên vẩy e. Vâng, thôi xong rồi. Còn lại thì Chip Boy chính thức tím rồi. Vẫn chưa có bánh xe. Ăn dô màn. Thế nhưng nông dân lúc này vẫn đang chưa có bánh xe. Và những con y này nếu như lọt vào thì sẽ làm cho lọt vào rồi. Và bây giờ chưa có bánh xe thì đúng là thảm họa rồi. Chip Boy. Vâng, thằng này đã đang đi ở 6-4 rồi. Rất tươi cho vào lớp. ML đang có cái timeline rất to. Các bạn có thể thấy timeline 30. Với một cái quân cầm ban như vậy là rất to rồi. Vâng, và thế là bên phía BB di sai. Một trận đấu mà rất lộc lá đến từ Valop. Khi mà tơn lúc Khi mà tơn lúc nãy bên phía của BB đã sửa ruộng và bị đít. Và trận đấu này thì quân đúng là một mười một tịt.
lên đây viết nhá. Mày lên mày bắt thằng nào đánh trên này 1 lít nữa cho anh. Đánh chậm. Ờ, xem thằng nào bắt 1 lít nữa. Chẳng thằng nào khó làm đâu. Anh bắt trên hay bắt dưới? Anh bắt dưới. Anh bắt trên cái gì? Không. Không. Mẹ nói câu không nhanh thế. Phải suy nghĩ một lúc nữa rồi không chứ. Mẹ phải lừa kèo anh tí nữa. Rồi. Em nghe là nếu như thế mà đánh làm gì, các anh tôm đánh cho